Liên quan đến 3 nạn nhân may mắn còn sống sót sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng. Hai nạn nhân là Hoàng Văn Tê và Nguyễn Trọng Tê sau cấp cứu thoát sốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được chuyển tuyến tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Còn tại khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân Tần Ông S ở thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng cũng đang được tích cực điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân này vẫn đang trong tình trạng nặng, nguy kịch. Nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, đa chấn thương do tai nạn lao động. Bệnh nhân Tần Ông S có chỉ định hồi sức tích cực, phẫu thuật cấp cứu, xử trí gãy hở xương phức tạp tại chân trái, tay phải. Sau phẫu thuật cắt 1/3 cẳng chân trái, bệnh nhân đang được điều trị tích cực bằng thở máy, dùng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, nuôi dưỡng tĩnh mạch. Bây giờ không biết phải làm nào các chị, con em còn nhỏ, nhà em lại bị như thế nữa. Bây giờ em chỉ mong là các bác sĩ và các chị cố gắng giúp đỡ em làm như nào cho chồng em khỏi được. Bác sĩ Hoàng Văn Châu, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bệnh nhân Tần Ông S hiện chưa thoát sốc, vẫn trong tình trạng nguy kịch. Khoa đã đảm bảo về trang thiết bị, cơ số thuốc và nhân lực, tập trung cao độ để xử trí, cấp cứu, bảo đảm an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Cẳng chân trái là có tổn thương rất là phức tạp, dập nát gần như là toàn bộ cái trái, tổn thương cả mạch máu thần kinh rồi các cơ. Vì tình trạng sốc như thế thì xử trí những cái quan trọng nhất thôi, còn những cái liên quan đến tổn thương có thể trì hoãn được. Khi mà tình trạng bệnh nhân ổn định rồi sẽ lại hội chẩn lại các chuyên khoa liên quan để có thể tiến hành xử trí những tổn thương đó tiếp theo. Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động 6 xe cứu thương tới hiện trường cấp cứu tại chỗ và đưa các nạn nhân đến bệnh viện để tiếp tục cấp cứu điều trị. 3 nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. 3 nạn nhân tiếp tục đang được các y bác sĩ dồn lực cứu chữa.